Chào mừng anh chị các bạn đến với kênh của Trần TC. Trước mắt các bác là hai sản phẩm là chiếc bơm Xiaomi và cái máy hút bụi Bosch của bác khách ngoài Hà Nội gửi cho em. Thì cái bơm Xiaomi này thì em làm video rất nhiều rồi. Thì bác có xem ở trên YouTube, không biết là ông thầy nào ông chỉ là thay pin bằng mỏ hàn, tức là dùng cái mỏ hàn này chấm rồi này. Chấm rồi. Bác hàn be bét đây nó cũng chẳng dính, để bơm lắp rồi nó cũng chẳng chạy. Thì bác gửi lại vào cho em để em khắc phục cho. Thì em đã thay pin cho bác, em thay pin Sony VTC6 dung lượng là 3000. Cái này của bác là pin Sanzo, dung lượng cái pin này nó có 2000 thôi. Đó, pin của bác pin mới chứ. Đấy, bác cạo là để bác hàn đây mà không có dính. Bác buộc cái hàn kia, hàn thiếc là các bác phải có dung dịch với hàn được, chứ còn các bác mà hàn bằng nhựa thông thì không có dính đâu. Đó, mà thứ hai là hàn này rồi nó chạy nó rung thì nó cũng lúc mà quay rung nó cũng bung với hàn ra. cậy đi làm không được. Đấy, thì em đã làm pin cho bác ok này. Hiện tại dòng sạc anh giảm số này 0.8 này, pin sắp đầy này. Đó, đây làm tem bảo hành cho bác đầy đủ ngày 30/7/24 này. Hôm nay mới có hai mấy thôi. Đây, bơm đã ngon lành hết rồi. Đây, bây giờ em để cái chế độ đến 30 này, 30 này. Chạy này. Đó, chạy này. Đó, 30 ngắt rồi, coi như bơm đã làm hoàn thành cho bác ngon lành nha. Dán tem đầy đủ cho bác bảo hành, tem có dán trong này rồi, dán đây nữa rồi, nên các bác yên tâm sử dụng. Lỗi là vấn đề về pin thì em sẽ hỗ trợ về sửa pin, còn lỗi về mạch thì các bác phải chịu thôi. Đây, còn pin của bác đây. Đấy, thì cái video này em muốn chia sẻ cho các bác là cái máy hút bụi Bosch này. Thì cái máy này em đã từng thay pin, nhưng mà em thay cái pin ở bản A1 là cái vỏ nhôm. Còn đây là cái vỏ nhựa, này là A2. Vỏ nhựa là cái chức năng nó vừa hút và vừa thổi này. Thì thoạt nhìn trên bác gửi hình cho em thì em chưa hình dung được, nhưng mà bây giờ em tháo ra và phát hiện là máy này phải nói là cực kỳ khó tháo. Nó thiết kế là cái này là nguyên khối luôn này, để nguyên một khối nhựa luôn này các bạn này. Đó, nó có cái nắp đậy đây. Ở đây nó có cái khe thì chắc phải nó sử dụng keo rồi. Đó, thì bây giờ tình trạng là em nhận cái máy này của bác thì cắm sạc đây. Đây, đang cắm sạc đây. Đây, có lên đèn đỏ. Dòng không lên, dòng không không. Đó. Thì trường hợp này khả năng là hư pin thôi, thường thì máy hút bụi sẽ hư pin thôi chứ không rơi rớt, không bị nước non gì thì chắc hư pin thôi. Đây, chân sạc thì có bị xỉn chân sạc đây. Đây, nhưng mà thấy còn lên đèn. Bây giờ sẽ cùng nghiên cứu tháo cái máy này, cũng cùng chia sẻ với các bác trên video để bác nào có máy này có thể tự tháo ra tại nhà. Thì theo kinh nghiệm của em thì đây nó có lốt, đây có lốt này, cái này là khớp với thằng này này, thì cái này sẽ lấy từ đầu đấy ra, mà đây nó có cái khứa này hai đây, nhìn kỹ như đây thì nó sẽ có vết vành như keo này. Rồi như vậy là cái này nó sẽ phải dùng phá keo các bác nhé. Đây sẽ lách ra một cái khe này. Đây, đó, tách ra cái khe này. Sẽ dùng cái dung dịch phá keo này. Nó sẽ bôi nó vào cái khe này. Đó, mình tách ở đây đây, cho đổ thì cho keo nó ngấm xuống. Đây, khi mà đổ đây, keo nó sẽ ngấm xuống này. Đó, cái này bắt buộc phải phá keo này, không có phải vặn ốc. Cái thằng Bosch A1 ấy thì cũng phá keo, nhưng mà nó chỉ phá một cái vỏ nhôm cái là rút ra, còn nếu không muốn tháo vấy thì cần cạy mới nắp đít là ra được. Thằng này nó lại thiết kế kiểu này, mà không biết thằng này sử dụng pin sao đây. Thằng A1 thì sử dụng pin là 12V, 3 cell 12V. Thì thằng này thì theo như em đọc thông tin của hãng ấy, thì người ta không có báo là pin bao nhiêu, nhưng mà người ta chỉ báo công suất pin là 21.6W. Thì nếu mà 21.6W mà chia cho dung lượng chia ra là 3 thì tương đương với vậy, 21 đi chia 3 được 7 mà các bác chia cho 3V 7 thì đương nhiên là cái dung lượng của pin nó khoảng rơi khoảng tầm 1800 là pin này, 1800. Nếu mà cái pin này nếu mà như ấy thì em sẽ thay một là Samsung 25R dung lượng 2000, còn nếu mà chất nữa thì chơi luôn Sony C6 dung lượng 3000 thì sẽ ok hơn. Hiện tại thì em đang cho nó ngấm tí nha. Đó.
cái xe đó chưa tắt được nha. Máy này thiết kế kiểu này là không muốn cho sửa luôn ý. Máy này nó cũng bán là giá ngày trước là mua như là 700-800 ngàn, giá bây giờ em đang tra trên Shopee thì nó rơi vào cỡ 600 mấy 650 đó. Mà cái máy này thì em chưa thấy trên kênh nào mà thay pin cả. Có search A1 thì một số kênh có thay, A2 thì là chưa thấy thay pin luôn. Để nếu là xem thì em xem để người ta em học thôi, chứ còn không quá thì bây giờ em sẽ tự mày mò. Thì video này chắc chắn sẽ là video đầu tiên em tháo cái máy này. Các bác cứ tra trên mạng xem, chắc chưa thấy đâu. Em thì thường được nhiều khách gửi cho những đồ độc lạ nên là đồ độc lạ thì phải nghiên cứu đó. Sửa cái bơm Xiaomi xong thì cái này cũng nghiên cứu mất thời gian đó, rồi cho nó ngấm keo, rồi sẽ tạm dừng một chút để sau đi ngấm keo để quay tiếp. Keo rất là chắc các bác nhỉ, đó. Ủa, nãy giờ nó mới ngấm được một ít thôi đó, mà rất là dày đến từ cái đoạn trắng trắng này các bác ha. Trắng trắng là keo đó, đó nó đang ngấm dần dần đó. Rồi khá từ gập rồi nhấc cái nắp này lên thì lấy cái ruột này ra. Đây, thiết kế kiểu này khá là độc. Đây, sau 7749 lần châm keo rồi đục khóa này, phải nút cái cây này này vào, nó lách này, lách hết thế này, vòng này cuối cùng nhấc được cái đây, nó có cái nỗi lực keo nó nóng, nó làm nứt cả cái nhựa luôn này này. Đây, okay. Đó, lôi được đây. Đó, theo. Cái này nó không phải gắn keo thường như này. Nhìn nó này, nó kẹo lên đó, khúc này dính chặt luôn này, nó chết cái miếng nhựa vào cái này luôn, đục mãi để có thể lỗ đục này. Quá trời tốn hèn chi đấy, không ai làm cái video để chia sẻ về thay pin cái này. Rồi tháo được nắp này rồi, giờ còn ông thần này nữa, thần motor nữa, không biết là nó đấy rác không, không biết là tháo xa nữa. Đây cái này sẽ rút ở đây, rút lên nhìn cứu tiếp đã. Đó, tháo được cái nắp này không nữa đó. Đã đủ phê rồi đây, bùng hết này, này nứt cả cái nhựa rồi. Nhưng cái này không sao, cái này gắn xong rồi lấy bằng keo quấn lại cái hoặc can ấy, dán để trang trí lại cũng được, không ảnh hưởng. Rỗ đều đều nó đang rớt xuống này. Đây, tụt cả cái chân sạc cái này. Tụt này xuống này. Nó phải rút được cái cụm này. Bóc tiếp cái này ra nha, cái đờ ca này ra này. Đó, nhấc được cái công tắc này ra này. Đó, bây giờ nó không bị cấn đây. Phải đẩy ra đây. Hồi nãy đến đây nó bị dắt cả cái lại đấy, rồi ra rồi có vậy rồi, công à, tốn bao nhiêu là chai phá keo đây, rất đầy rồi này. Rồi ra rồi đấy, rồi tiến hành cạy thằng này ra thôi. Thằng này thì không có gì cả, nắp này đó, ai chà. Rồi sử dụng động cơ có than, cơ chổi than chứ không phải là không chổi than, có than 2 giây. Đây, sử dụng pin đây, nắp ít, sử dụng pin 3S đầu nó y như là bút sơ 1. Đây là chân sạc đấy thôi. Đây là tiến hành kiểm tra lại pin, đây là đóng pin lại thôi. Cả cái máy không dùng con ốc, duy nhất có một con ốc ở đây này, cái công tắc này, báo điểm này. Không cần bắt ốc luôn, tháo rắc này là thôi. Một em chân sạc này đẩy lên đây, ấn ở đây, rút ra rồi, hai cái nắp phần pin.
chết 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 hết rồi, ba kéo chết sạch rồi. Pin nên sử dụng là pin 2000 mAh giờ cũng chính xác nhỉ, vậy là thông số nhà sản xuất đưa là đúng rồi, 7,2 W giờ thì nhân ra nên 3 là bằng 2 mấy, đúng rồi, hôm nay em tính 21 là cũng khá đủ chuẩn rồi. Vậy thôi, vậy là đưa cái mạch này rồi, theo như bác yêu cầu thì em sẽ thay cho bác cái pin Sony PTC6 dung lượng là 3000 C6 mới nha, chưa hàn đầu cực kỳ nhanh nha. Rồi, em sẽ đang cân bằng cái pin này, em sẽ bóc cái kẽm này ra, bóc cái kẽm này ra để hàn lại. Đây, kẽm này bóc ra giữ yên đi cho nó chắc, không phải chấm với hào đây, kẽm thử ra này, nó giống như bơm Xiaomi, bơm Xiaomi thì dùng 2S thôi, này dùng 3S. Xong luôn đấy. À được rồi, hơn rồi, cuối cùng cũng được, cũng được vặn ốc, sẽ chạy được vặn ốc, bé quá, bé này, hơn rồi, cuối cùng cũng được vặn hai con ốc ở trong cục pin, máy thì không có con ốc ở ngoài, vặn hai con ốc ở cục pin mới đau ý. Thay pin thì tháo motor để kiểm tra xem còn than không, thì than còn khá nhiều đây, thì đây, đây than còn đầy luôn này, đến cả 5 ly than luôn rồi. Vậy là được rồi, thay pin được rồi, chỉ mất công thay pin xong motor hết than cũng công cốc luôn này, này motor này là tua cao, sử dụng motor 11V 39 3C C39 MH đó nha. Rồi ở đây trên mạch thì nó cũng ký hiệu rõ này, P trừ này, P cộng này, 3V 6 này, 7V 2 này, đó để mình để các bác không ấy thì có cứ tháo lên đầu thì lắp lên đây, đây để giữ lại cái mặt như này, rồi rút cục pin ra sẽ cắm cục pin với em vô, pin đã được cân bằng này, rồi mà xem dung lượng 3000 thì nó sướng, trước kia thì dám đâu cực đâu. Đó, pin nội trở là 12,4. 12,4, cái pin có dòng sáng cực cao. Dễ nhìn hơn, còn cái kia nó quay cái đế thì hơi khó nhìn, cái màn hình cái này là màn hình nhìn dễ hơn. 12,4 12,5 do cái tiếp xúc chật kẹp này. Đó, nội trợ ok, pin mới. Rồi cái này sẽ tiến hành lắp từng khay một này. Đây, thằng này rút thằng nào ra thì lắp cái đấy rồi. Rút thằng này đít này. Cắm này vô này. Rút thằng này đầu này, cắm này vô này. Rút thằng này cái đầu này. Đây cái này. Đít này, cái này là cái đầu này, đít này, rồi, bạn thấy này đâu? Rồi, ok, cá cái bơm này, đúng hai con vít. Like,
đây trên mạch nó sẽ tương ứng này, trên mạch nó tương ứng như này, cái thằng này B này, B này cộng này, kết thúc là từ thằng này vòng qua đây, xiên qua đây, thằng này xiên qua đây, đây đây là trừ, đây là dây cân bằng, chúng ta sẽ lắp mạch vào nữa cơ. Rồi ghê ha. Mạch là nó đi cái cảm gốc. Rồi. Ok. Đóng được. Cho vào đóng. Cắt cái kẽm này. Kẽm này. Cắt cái nối như này. Bên dương này. Rồi, như vậy đã ok này, hàn lên. Hàn đây, hàn lên mạch. Rồi, in ngoan lành. Cắm sạc vào trong này nha. Rồi, đèn xanh luôn. Chưa báo dòng sạc. Đèn xanh chưa báo dòng sạc. Xanh chưa báo dòng sạc. Đèn xem nó lỗi gì đây. Hay bị lỗi mạch luôn rồi. Này cắm đèn xanh xong rồi không thấy báo dòng sạc, cắm lúc thì giờ lên đèn đỏ như này cũng chẳng báo dòng sạc luôn, mà cũng không giờ lên đèn đỏ luôn rồi này, tút sạc ra vẫn đỏ luôn rồi, bật thì không chạy. Rồi xong, bật công cốc. Công cốc cài cục pin ra đóng rồi bị lỗi mạch luôn rồi. Thường thì khi mà kiểm tra những cái dòng này mà thấy nó chết pin thì thường là hư pin thôi đó, thay booster và A1 thì thay rất nhiều rồi, thì chết pin thì là thay là ok, thì là coi như là hư cả mạch luôn rồi. Đó, tình trạng này là thôi xong rồi, để nghiên cứu lại cái mạch ấy xem sửa được thì em sẽ quay tiếp. Đấy, thì video này muốn chia sẻ các bác cái cách tháo đấy. Đó, thì sẽ đổ keo vào hết cái viền này, nhấc từ này ra, cạy cái mép này lên,
đó, và cạy và dỗ này ra. Đấy, nó ra được cái khung này rồi thì dễ rồi, các bác sẽ tự hiểu được. Đó, cái hàn xeo cái thứ này ngon lành cành đào hết rồi, và cuối cùng bây giờ là chuyển sang lỗi mạch luôn rồi, không chạy luôn rồi. Đó, đo thì đúng luôn rồi, điện thì đúng âm dương luôn rồi. Đây, cộng này trừ này, đó hiện tại đang 11V, 11V điện áp đầy đủ hết, không lên. Rồi, sẽ nghiên cứu cái mạch này. Rồi, video xin kết thúc đây. Một lần nữa hẹn Trần xin cảm ơn các bạn đã quay video này. Nếu thấy hay thì chia sẻ cho người thân và bạn bè cùng xem, đăng ký kênh, mình sẽ làm video chia sẻ thêm. Vâng, xin chào và gặp lại các video tiếp theo.